Kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Prigozhin cho biết đã nhận được cảnh báo rằng Wagner sẽ bị coi là phản quốc nếu rút khỏi Bakhmut, nên lực lượng của ông quyết định bám trụ tại đây. Chúng tôi nhận được chỉ lệnh chiến đấu hôm qua, trong đó chỉ huy Nga nêu rõ chúng tôi sẽ bị coi là phản quốc nếu rời khỏi vị trí ở Bakhmut. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner của Nga ngày 9 tháng 5 cho biết, chúng tôi sẽ không rời Bakhmut mà sẽ phòng thủ thêm vài ngày, chúng tôi sẽ chiến đấu và tính toán thêm. Prigozhin không nêu rõ chỉ huy nào của quân đội Nga đã ra chỉ lệnh này, tuy nhiên, ông lặp lại yêu cầu được Bộ Quốc phòng Nga cấp đạn cho các tay súng Wagner. Nếu không có đạn, chúng tôi sẽ phải rời khỏi vị trí của mình và sẽ chất vấn xem ai mới là kẻ phản quốc thật sự. Đó rõ ràng là kẻ đã ký lệnh cung cấp quá ít đạn dược cho chúng tôi, ông Prigozhin cho biết. Tranh cãi giữa lãnh đạo Wagner và giới chức quốc phòng Nga liên quan đến vấn đề cung ứng đạn dược diễn ra trong nhiều tuần qua. Ông Prigozhin ngày 7 tháng 5 cho biết Wagner được hứa sẽ có đủ đạn và vũ khí cần thiết để tiếp tục chiến dịch tại Bakhmut. Tuy nhiên, ông Prigozhin ngày 9 tháng 5 cho biết lượng đạn mà các đơn vị Wagner trên tiền tuyến nhận được lại bị cắt giảm đáng kể. Họ chỉ cung cấp cho chúng tôi 10% những gì theo yêu cầu, ông Prigozhin nói. Prigozhin trước đó đe dọa sẽ rút toàn bộ lính Wagner khỏi Bakhmut từ ngày 10 tháng 5 để bảo tồn lực lượng, sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề ở thành phố này vì thiếu đạn. Thượng tướng Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, tuyên bố các đơn vị thuộc Trung đoàn Cơ giới đặc biệt số 141 Akhmat dưới quyền sẽ thay thế lực lượng Wagner nếu họ rút khỏi Bakhmut. Tuy nhiên, trung đoàn Akhmat của ông Kadyrov chỉ có vài nghìn quân được triển khai tới Ukraine, khó thay thế được lực lượng khoảng 50.000 người của Wagner. Giao tranh dữ dội tại Bakhmut diễn ra trong nhiều tháng qua khi Nga và Ukraine đều dồn lực vào trận đánh tại đây. Ukraine tuyên bố Bakhmut là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga tại vùng Donbass và ngăn họ tiến xa hơn về phía Tây. Các đơn vị Wagner đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công thành phố Bakhmut, trong khi lực lượng chính quy Nga yểm trợ và ngăn Ukraine đánh tạc sườn họ. Lãnh đạo Wagner tuyên bố, lực lượng Nga đã kiểm soát 95% diện tích Bakhmut, quân đội Ukraine còn giữ khoảng 2 km ở phía tây thành phố. Chiến dịch tấn công nhiều tháng qua của Nga nhằm kiểm soát thành phố Bakhmut miền đông Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Nhưng Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tổ chức này đe dọa sẽ rút lực lượng khỏi Bakhmut từ ngày 10 tháng 5 do không được Bộ Quốc phòng Nga cấp đủ đạn dược. Theo giới quan sát, nếu Wagner thực sự rút quân và bàn giao lại chiến trường cho quân đội Nga, động thái này có thể sẽ thay đổi toàn bộ cục diện chiến trường Bakhmut, một trong những điểm nóng giao tranh khốc liệt nhất kể từ khi xung đột bùng phát đến nay. Một số chuyên gia quân sự phương Tây từng thúc giục Ukraine từ bỏ Bakhmut với lý do thành phố này có ít giá trị chiến lược và cái giá phải trả cho việc bảo vệ nó quá lớn. Tuy nhiên, nếu lực lượng Wagner rút lui, quyết định cố thủ Bakhmut của Ukraine có thể sẽ được đền đáp. Tôi thực sự tin rằng Ukraine đã đúng khi bám trụ Bakhmut và chiến đấu. Charan Menon, học giả chuyên nghiên cứu về Nga và Á-Âu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, cho hay. Wagner đóng vai trò mũi nhọn trong chiến dịch tấn công Bakhmut, trong khi các đơn vị chính quy Nga chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến sau và hai bên sườn, ngăn lực lượng Ukraine đánh vu hồi. Lãnh đạo Wagner đã nhiều lần bất đồng với Bộ Quốc phòng Nga khi lực lượng lính đánh thuê này hứng chịu tổn thất nặng nề. Bởi vậy, chuyên gia Menon tin rằng nếu Prigozhin thực hiện kế hoạch rút lính của mình ra khỏi khu vực giao tranh, quân đội chính quy Nga có thể đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo Menon, chiến trận Wagner trên thực tế được chia thành hai chiến trường có liên quan mật thiết đến nhau. Lực lượng Wagner đảm nhận vai trò tiến công trong đô thị, đánh chiếm từng căn nhà, góc phố, trong khi các đơn vị chính quy Nga chiến đấu ở các ngôi làng, cánh đồng ngoại ô nhằm tìm cách cắt đường tiếp tế của quân đội Ukraine cố thủ trong Bakhmut. Lực lượng Wagner chủ yếu được tuyển mộ từ các nhà tù trên khắp nước Nga, không có kỹ năng chiến đấu như lính chính quy Nga, nhưng có lợi thế về quân số. Wagner sử dụng các tay súng từng là phạm nhân làm lực lượng tiên phong, liên tục dùng ép quân đội Ukraine bằng những đợt tấn công liên tiếp, buộc đối phương phải lui dần về phía tây Bakhmut. Sau khi Wagner chiếm lĩnh thế trận, quân chính quy Nga sẽ tiếp quản các khu vực vừa chiếm được, củng cố trận địa, đồng thời thúc giục các tay súng đánh thuê tiếp tục tiến lên.
Chiến thuật này đã được Nga áp dụng nhiều tuần qua ở Bakhmut, giúp giảm đáng kể thương vong với lực lượng tinh nhuệ Nga. Nhưng đổi lại, Wagner phải hứng chịu thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Nhà Trắng ước tính hơn 10.000 lính Wagner đã thiệt mạng ở Bakhmut trong vài tháng qua. Bởi vậy, nếu Wagner rút quân, Nga sẽ phải nhanh chóng điều lực lượng tinh nhuệ tới lấp chỗ trống và sẽ không thể tiếp tục các tiến công nhiều rủi ro như trước đây. Bởi vậy, Menin tin rằng quyết định rút quân nếu được Prigozhin thực hiện sẽ làm thay đổi đáng kể thế trận ở Bakhmut, bởi đà tiến trong đô thị sẽ bị suy yếu và Nga trong thời gian ngắn khó có thể huy động được lực lượng đủ lớn để lấp chỗ trống. Yuhan Michel, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế trụ sở Anh nhận định, quân đội Nga sẽ không muốn tung toàn bộ lực lượng dự bị đang có để tiếp quản các vị trí của Wagner tại Bakhmut. Điều đó đồng nghĩa chiến dịch tiến công Bakhmut của Nga sẽ chấm dứt, ông nói. Theo Maria Miron, học giả từ khoa nghiên cứu của chiến tranh tại Đại học Hoàng gia London Anh, việc Wagner rút quân còn tạo cơ hội để Ukraine phát động chiến dịch phản công ngay lập tức, khởi đầu tại Bakhmut, nơi các vị trí phòng thủ của Nga bị suy yếu đáng kể. Với tất cả những gì đang diễn ra, cố thủ ở Bakhmut nhiều khả năng là quyết định đúng đắn của Ukraine nếu họ có thể tận dụng nó, Miron cho hay. Lưu ý rằng, đánh giá này dựa trên giả định Wagner rút quân và Kiev sẽ điều động thêm lực lượng để giành lại thành phố. Ukraine đã dành nhiều tháng qua chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn nhằm giành lại những phần lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở miền đông và miền nam đất nước. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước thông báo Kiev đã nhận được gần 1.800 xe bọc thép và xe tăng từ các đối tác phương Tây để chuẩn bị cho đợt phản công. Tuy nhiên, nhà phân tích Michel cũng bày tỏ thận trọng với tính toán thực sự của lãnh đạo Wagner khi tuyên bố rút quân khỏi Bakhmut. Theo ông, lời đe dọa này có thể là chiêu để Prigozhin không bị đổ lỗi vì không chiếm được Bakhmut nhanh như kỳ vọng. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cũng cho rằng Nga có thể thể hiện mình suy yếu, thiếu đoàn kết nội bộ và bày ra cái bẫy rút quân khỏi Bakhmut để dụ Kiev hấp tấp phản công vào những vị trí mà Moscow phòng thủ tốt. Rất có thể sẽ chẳng có tay súng nào rút khỏi Bakhmut cả, đại tá Petro Chernik, nhà bình luận quân sự Ukraine nói. Sehi Charevati, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự miền đông Ukraine, cũng hoài nghi tuyên bố thiếu đạn của Prigozhin bởi lực lượng Nga vẫn bắn phá dữ dội tại Bakhmut. Kêu ca về tình trạng thiếu đạn chỉ là cách mà Wagner biện minh cho những thất bại của họ trên chiến trường, ông nói. TASS dẫn lời phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 10 tháng 5 giải thích rằng việc Nga không tiến hành chiến tranh mà là chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ dân thường khi các hoạt động quân sự bị chậm. Ông nói, rất khó để so sánh tiềm năng quân sự của Nga và Ukraine. Bạn có thể hỏi tại sao Nga lại hành động chậm chạp như vậy? Bởi vì Nga không tiến hành chiến tranh là một điều hoàn toàn khác, đó là sự phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng, đó là sự phá hủy hoàn toàn các thành phố. Chúng tôi không làm điều đó, chúng tôi tìm cách bảo tồn cơ sở hạ tầng, chúng tôi tìm cách bảo vệ cuộc sống của con người, ông nhấn mạnh. Với câu hỏi, so sánh vũ khí của Nga và phương Tây, ông Peskov lưu ý rằng, phương Tây có vũ khí tốt, vũ khí tồi và những vũ khí không phù hợp với điều kiện ở Ukraine. Theo đánh giá của ông, phương Tây có những vũ khí rất nguy hiểm, công nghệ rất cao, nhưng Moscow đã nghiên cứu tất cả những điều này trong quá trình thực hiện chiến dịch đặc biệt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!